đang chứng kiến bao điều sự thật, những sự kiện thể hiện lòng bất khuất. Việt Nam ơi thần anh hùng, có đảng dẫn đường cả dân tộc tiên phong. Bao năm qua đưa đất nước thoát khỏi vòng nô lệ, chiến thắng quân thù giành độc lập tự do. Giờ chống dịch có to la thắng thêm ý thế, khắp năm châu về đất nước Việt Nam. Chống dịch bệnh anh hùng như chống giặc, đất nước nhỏ những đầy đủ tài xưng, cùng đồng lòng quyết chống dịch corona. Những chuyến bay thăm bê tình đoàn kết cùng đồng lòng trong dịch corona, hiểm nguy nào rồi cũng sẽ vượt qua. Việt Nam ta là đất nước anh hùng. Chứng kiến bao điều sự thật, những sự kiện thể lòng bất khuất. Việt Nam ơi thần anh hùng, có đảng dẫn đường cả dân tộc tiên phong. Bao năm qua đưa đất nước thoát khỏi vòng nô lệ, chiến thắng quân thù giành độc lập tự do. Giờ chống dịch corona thắng thêm ý thế, khắp năm châu Việt